như mấy năm nay con không ngồi thiền mà ngồi như thiền như niệm Phật cũng cũng hiệu nghiệm lắm, nhưng có điều ngủ ít. Con muốn hỏi vì sao ngồi thiền ngủ ít đi? Cái thứ nhất á, là sư không có dạy thiền online. Cái thứ hai á, là việc thực hành của quý vị có vấn đề. Và cái thứ ba đó là sư không chắc là quý vị biết thiền là cái gì. Đó, cho nên là sư sẽ không có nói về vấn đề. Còn riêng về cái việc mà quý vị nói là cái việc ngồi thiền mà mất ngủ thì nó như thế này. Với những cái người mà mới hành thiền á, thì họ chưa thuần thục ở trong đề mục, họ là có thể làm cho tâm của họ trở nên căng cứng và nó làm cho họ bị mất ngủ, hoặc là họ đang tập trung vào một vài cái đề mục á, có tác dụng là ngăn ngừa giấc ngủ, ví dụ như là đề mục Kasina trắng hoặc đề mục ánh sáng. Nhưng mà sư biết là cái người hỏi này không có rơi vào cái này đâu. Thì chỉ trả lời chung cho những vị sau này nghe lại thôi. Nó có nhiều cái cách để mà khắc phục. Ví dụ như nếu như mà chúng ta thuần thục rồi đó, chúng ta có thể chủ động nghỉ ngơi. Như là cái bài kinh Đức Thế Tôn dạy ngày một kiều liên, chúng ta có thể chủ động nghỉ ngơi, tức là chủ động để cho tâm của chúng ta chìm vào trong giấc ngủ, có thể làm được điều đó. Và cái thứ hai á, là ngay cả cái việc là chúng ta hành thiền nhiều thì bản thân việc đó cũng ngủ ít đi nếu chúng ta hành thiền đúng. Bởi vì cái việc thiền nhiều á, nó có thể bù vào cho cái giấc ngủ. Cho nên những vị hành thiền thường á, các vị đó sẽ ngủ ít. Và không biết là để Đức Tuệ Tường có cái chia sẻ gì về các cái chuyện thiền ở Miến về vấn đề này. Thưa rất thưa quý vị, thì riêng á, riêng khi mà sư đọc câu hỏi này nè, sư mới thấy vị này có lẽ nha, sư nói có lẽ thôi chứ không phải sư sư không có khẳng định, có lẽ vị này đầu tiên hiểu sai cơ bản, có nghĩa là vị này cứ nghe nói là con ngồi thiền rất hiệu nghiệm hết đau lưng, nhưng mấy năm nay không ngồi thiền thì không ngồi thiền nhưng niệm Phật thì có vấn đề á. Mà khi mình khi vị này nói là ngồi thiền mà hết đau lưng á, có lẽ là mình đang hiểu sai về cái mục đích thiền thưa quý vị. Cái mục đích thiền á là không phải mục đích thiền chính là không phải để tiêu trừ bệnh tật về thân mà là để tiêu trừ bệnh tật về tâm thưa quý vị. Mà bệnh tâm là gì? Đó chính là những cái phiền não, những ô nhiễm của mình, những tham sân si. Quý vị phải hiểu á, đôi khi trong cái đề mục á, khi mà có một người hỏi thiền sư là ngài cái ngài thiền sư đó, là vậy thì trong cái đề mục mà thiền quán á, thì Vipassana đó, thì những cái đề mục nào là có những cái đề mục nào mà thuận lợi không thuận lợi, thì ngài nói là không có, trong khái niệm thiền quán thì thiền Vipassana thì không có khái niệm nào gọi là thiền đề mục gọi là thuận lợi không thuận lợi. Khi quý vị á, bị có những cái trở ngại giống như đau nhức về cơ thể thì đôi khi quý vị khéo léo quý vị quan sát thì đó lại là cái nền tảng để quý vị có sự phát triển về nội tâm, phát triển trong vấn đề thiền. Mà ngay khi quý vị ngồi, quý vị an lạc, quý vị ngồi an lạc, con ngồi, nhiều vị lên khoe thì thiền sư trình pháp là ồ con ngồi hôm nay con ngồi được 3 tiếng 4 tiếng ngồi an lạc quá bạch ngài, thì ngài thiền sư á, là chỉnh đốn liền, đốn nó nói là cái đó không phải, cái đó quan sát, mình quan sát thì mình quan sát sai, mình đang hiểu vấn đề thiền sai. Tại vì khi mình ngồi an lạc á, mình ngồi an lạc mình nghĩ đó là tìm cái sự an lạc thì đó không đúng thưa quý vị. Đó đôi khi quý vị đang chấp vào cái sự an lạc đó. Mà cái vấn đề chính ở đây á, cho dù an lạc, cho dù là an lạc hay cho dù là quý vị bị khổ, bị đau nhức hay là quý vị bình thường thì tất cả đều phải chi phối bởi tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã, có nghĩa là mọi thứ đều thay đổi đều hết. Đó là cái mục đích chính của việc hành thiền. Cho nên là cái vế đầu tiên đó là sư sư giảng rõ cho quý vị hiểu về cái vấn đề hành thiền, đúng không? Và hiểu cho quý vị này hiểu rõ về vấn đề mà mình khi mình nói là hành thiền hết đau lưng hết này hết nọ hay được an lạc đó, thì mình coi có coi chừng có thể mình đang hiểu sai mục đích thiền. Rồi cái vấn đề thứ hai là vị này nói là
không còn là thiền nữa, niệm Phật cũng hiệu nghiệm lắm, nhưng có điều nghĩa là lúc này chỉ niệm Phật thôi cũng hiểu lắm, cũng hiệu nghiệm lắm, nhưng có điều ít ngủ ạ. Còn vì sao ngồi, còn con muốn hỏi vì sao ngồi thiền ngủ ít đi ạ? Thì đã sư đã nói từ ban đầu rồi đó, nghĩa là cái vị này sư chung vẫn vẫn chưa biết là khi mà cái vị này, khi mà cái người đặt câu hỏi này nè, là vẫn sư vẫn chưa biết là có hiểu thật sự về thiền chưa. Cho nên là riêng với câu hỏi cuối anh nó là anh hỏi là vì sao ngồi thiền ngủ ít đi, thì thật sự là ngủ ít đi nó có nhiều trường hợp. Nếu mà quý vị hành thiền đúng nha, ở đây sư dùng từ hành thiền đúng nha, thì các nhà thiền sư cũng có nói là khi quý vị mà chánh niệm tốt á, thì đúng là cái thời cái sự tỉnh thức của quý vị á, quý vị ngay cái khi quý vị mà nằm quý vị cũng đang thiền. À, cho nên là cái thời gian của quý vị nó sẽ ít đi, đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà quý vị vẫn tỉnh táo. Nhưng mà ở đây sẽ nhấn mạnh một lần nữa, đây là trường hợp của một vị hành giả hiểu biết về cách hành thiền đúng, hiểu biết về cách chánh niệm đúng. Xin cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.